Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bao trùm miền Bắc sẽ là bầu không khí nóng bức và nắng oi khi chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây. Đợt nắng nóng dự báo kéo dài đến hết tuần này nên người dân cần có các biện pháp tránh nắng hiệu quả. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ khoảng 36 đến 38 độ C. Dự báo ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng, hôm nay nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội trong các ngày 31 tháng 3 và mùa 1 tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến chỉ trong khoảng từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 4. Người dân cần chú ý các biện pháp tránh nắng bởi mới bước qua đợt mưa ẩm, cơ thể chưa kịp thích nghi nên rất dễ đổ bệnh.